Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái robot hút bụi dòng DD33, DD536, DD55, DD56 và các dòng robot đi bốt mà sử dụng điều khiển rời. Thì trên tay mình là cái điều khiển rời này, nó có 4 phím chính và cái phím điều hướng xung quanh. Thì đầu tiên là ở chế độ mặc định ấy, thì các bạn chỉ cần ấn cái phím này là máy sẽ bắt đầu nhận lệnh và dọn dẹp theo cái sơ đồ rích rắc trong quá trình chuyển động máy sẽ làm. Bạn muốn dừng lại, bạn bấm dừng lại. Đấy. Còn với cái chế độ thứ hai là chế độ home này thì máy sẽ ra về sạc. Chế độ thứ ba là máy sẽ dọn men chân tường. Cái chế độ này bạn sẽ thấy là máy sẽ di chuyển tới sát chân tường rồi mới đi vòng tròn nhé, mới đi vòng quanh mép nhà. Đấy, chứ máy không đi xung quanh nhà. Đấy, bạn muốn dừng lại bạn ấn không này. Tiếp theo là cái chế độ hình cái đầu ruồi này. Đấy, thì khi bạn ấn vào đây thì máy sẽ dọn đi theo đường xoắn ốc quanh một cái điểm. Quanh một điểm. Đấy, bạn nhìn thấy máy đi xoáy thay vì như cái máy như đường vừa rồi. Đấy, bạn muốn dừng lại thì bạn bấm dừng lại thôi. Còn các cái núi điều hướng này thì máy sẽ xoay này 90 độ hoặc là 180 độ đấy, trái phải gì đó. Đấy, còn bạn muốn xoay về sạc thì bạn bấm đây. Đấy. Thì máy sẽ tự động máy tìm về sạc. Tùy cái mức độ thông minh mà các cái máy là có khả năng tìm về sạc nhanh hay chậm. Ví dụ như cái dòng Vivos DD này thì cái khả năng tìm về sạc nó hơi chậm hơn so với các cái dòng N5, dòng DJ65. Đấy, thì máy đang về sạc thì bạn sẽ thấy này. Đấy. Máy sẽ tự động về sạc. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn. Đấy, thì dùng qua cái điều khiển này thì rất là đơn giản. Đấy, các bạn gần như là ai cũng có thể sử dụng được vì nó có các cái chế độ sử dụng đơn giản được lập trình sẵn rồi.